Ok, chào các bác nhé. Chào mừng các bác đã tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Vâng, buổi trưa ngày hôm nay thì thời tiết thì cũng khá là nắng. Mà nắng nôi như này mà các bác có một cái ô tô để đi thì ok. Nói chung là ô tô thì nó có rất nhiều loại mệnh giá tiền, và tầm tiền nào thì anh em có một cái tầm tiền đó. Nói chung là cứ đến đâu bà con với đến đấy. Chứ em nghĩ rằng là cũng không nên trả góp, cũng không nên vay mượn quá nhiều. Thiếu một vài chục thì chúng ta vay thôi, chứ thiếu nhiều chúng ta cũng đừng nên vay. Và tìm cho mình một cái dòng xe nó hợp lý hơn. Tội gì, đúng không ạ? Ngày hôm nay thì ở đây thời tiết rất là nắng, và Tuấn Anh thì cũng xin phép là báo giá cho các bác một cái chiếc xe rất là đẹp. Con này thì đó là một chiếc Hyundai Avante sản xuất năm 2015, phiên bản số tự động 1.6, một trong những dòng xe ở phân khúc hạng C, cực kỳ chất lượng và đảm bảo cho anh em mua về chạy thì cực kỳ ổn định và rất là ok. Chiếc xe thì đang đeo tên tư nhân biển Hải Phòng 15A20722. Một chiếc Hyundai Avante 2015 đời khá là cao, mà số tự động 1.6, giá thì cũng ối rồi ôi luôn ạ. Giá con này thì quá ối rồi ôi luôn. Con này hiện tại bên em bây giờ bán chỉ có 275 triệu thôi. 275 triệu đồng thôi. Một cái giá cực kỳ yêu, gần như là cái giá rất là hợp lý cho tất cả mọi người, cũng như quý khách hàng và quý bà con. Nếu đang tìm một dòng xe số tự động cửa tiền hơn 200 triệu thì các bác ạ, đây là một chiếc xe cực kỳ hợp lý cho tất cả mọi người. Hyundai Avante 2015, một cái dòng xe quá là yêu cho tất cả mọi người. 15A20722, một chiếc Hyundai Avante cực kỳ chất lượng và đảm bảo cho anh em đi lại cực kỳ ok. Với giá có 275 triệu đồng thôi. Bên em bao rút hồ sơ gốc cho anh em, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Xe thì cam kết cho anh em là không khoan đục, không taxi và không dịch vụ. Với dòng Avante số tự động đời 2015 này thì nó được trang bị đầy đủ từ la đăng đúc, từ hệ thống ABS, gương kính chỉnh điện, túi khí, điều hòa tự động, cửa sổ trời, xi nhan báo rẽ trên gương. Một cái dòng xe có rất nhiều option. Và tất nhiên rồi, 275 triệu anh em cứ tìm đi ạ. Anh em cứ tham khảo đi xem 2015 Avante máy zin, keo chỉ zin như thế này. Mà có như vậy thì anh em có lên mua hay không. Hệ thống đèn đóm của nó thì đèn halogen, ánh sáng vàng, cực kỳ sáng, cực kỳ chất cho tất cả mọi người. Đấy, đèn đóm của nó đây, đèn đóm của nó thì rất là ok. Máy em vẫn đang để lổ và lổ rất êm. Đăng kiểm thì đến tháng 7 năm 2024. Đó, có hệ thống camera lùi, camera hành trình cộng với lại màn hình Android, có xi nhan báo rẽ trên gương, và la răng của nó là la đăng đúc 5 chấu đơn, bản to, phanh đĩa 4 bánh nhá, rất là đẹp. Phía dưới thì cũng đã ốp một lớp viền mạ rất là sạch sẽ và đẹp đẽ cho tất cả mọi người, cũng như quý khách hàng và quý bà con. Bà con có bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho thành phố Hải Phòng để có một cái chiếc xe đẹp và rẻ như thế này. Thì quý khách hàng của quý bà con có bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì có thể nhấc máy và alo trực tiếp cho em nhé. Hệ thống đèn đóm của nó này, đèn đóm của nó thì cực kỳ ok, cũng đã được rán một cái lớp phủ màu hơi đen đen một chút nhá. Có hệ thống camera lùi phía sau đầy đủ hết theo xe, phân khúc hạng C, giá rất rẻ và form dáng cực kỳ rộng rãi cho tất cả mọi người, cũng như quý khách hàng và quý bà con. Vậy thì bà con có bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì có thể qua bên em xem xe và trải nghiệm uống nước chè hút thuốc nào để biết được đâu là một cái dòng xe rất là đẹp và rất hợp lý nhá. Đấy, tất cả mọi thứ từ tay lắm mở cửa mạ rôm, từ tất cả các chất lượng của chiếc xe thì khá là ok. Đấy, tất cả mọi thứ đều rất là đẹp cho quý khách hàng và quý bà con có bác chị em như mình. Vậy thì bà con có bác chị em nhà mình nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc Hyundai Avante 2015 phiên bản số tự động, máy xăng 1.6, một chiếc xe phân khúc hạng C cực kỳ đẹp. Giờ chúng ta sẽ đi vào trong tất cả hệ thống cánh cửa và cốp xem chiếc xe này nó như thế nào. Xe thì được trang bị đầy lỗ start top nhé, có đầy đủ màn hình Android, điều hòa cực kỳ mát bà con nhé. Điều hòa con này thì cực kỳ mát ạ, em để gió to lên chút này. Nội thất của nó thì ghế da hai màu, trần của nó là trần nỉ nguyên bản, có trang bị cửa sổ trời. Đấy, tất cả mọi thứ từ hệ thống táp lô táp liếc của nó còn rất là đẹp cho tất cả mọi người. Đấy, hệ thống mở cốp mở kiếp, keo chỉ của nó zin đời 2015, một cái dòng xe khá là ok ở phân khúc hạng C, cam kết cho anh em rất là đẹp. Sàn của chiếc xe thì đã được bọc một lớp sàn 5D, chống nắng rất là tốt, chống ồn cũng như là tất cả mọi thứ bảo vệ sạch sẽ. Nội thất chiếc xe thì vào trong xe thì điều hòa cực kỳ mát cho tất cả mọi người, hệ thống số zig zag và máy eco, và tất cả hệ thống này, tất cả những con ốc áp của nó còn rất là nguyên zin. Hệ thống táp lô táp nước của nó rất là đẹp cho quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nhà mình. Bỏ ra tầm tiền có 275 triệu đồng thôi là bà con các bác chị em nhà mình đã có được một mẫu xe cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu bà con nhé. Mức tiêu hao nhiên liệu rơi vào tầm hơn 7 lít một chút thôi, hơn 7 lít một chút thôi. Đây là tất cả mọi thứ của nó đều rất là đẹp và rất xịn sò cho quý khách hàng cũng như quý bà con các bác chị em nhà mình. Vâng, bà con các bác chị em nhà mình nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu xe này thì có thể qua bên em xem xe và trải nghiệm lại. Kích kiếp của lốp dự phòng, lốp dép của ai thì còn nguyên bản đây.
Và còn của bác chị em nào có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì hãy alo trực tiếp cho tôi anh ở Hải Phòng có số hotline 0816662386 với giá tiền 275 triệu đồng. Là quý khách hàng cũng như quý bà con của bác chị em nhà mình có nhu cầu quan tâm thì hãy qua bên em xem xe và trải nghiệm uống nước chè, uống thuốc nào và trải nghiệm về xe. Đấy bà con nhé. Đấy, nội thất của nó thì rất là hợp lý này, rất là hợp lý cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con của bác chị em nhà mình nhé. Đấy, bà con thấy được không ạ? Đây là một cái dòng xe rất là chất lượng, đảm bảo cho anh em đi lại cực kỳ ổn định. Từ những con ốc ác của nó còn nguyên zin hết đây. Kính kia của nó còn rất là đẹp và zin. Đấy, 275 triệu một cái giá cực kỳ hời cho tất cả mọi người. Nếu như bà con nào đang tìm dòng Avante hay là cái dòng số tự động mà cái cửa tiền hơn 200 triệu, gần 300 triệu mà đời 2015 như thế này thì em thấy là nó quá là hợp lý cho tất cả mọi người. Cũng như quý khách hàng và quý bà con của bác chị nhà mình nhé. Bà con có bác chị nhà mình đâu ạ? Bà con cho em biết mình nào mà đang có cái tầm tiền như này thì có thể qua ngay bên Tuấn Anh của Hải Phòng để biết được thêm thông tin chi tiết về chiếc xe này thì nó rất là hợp lý cho tất cả mọi người nhé. Đấy, nếu mà với cái tầm tiền như thế này thì em nghĩ đây chắc chắn sẽ là một cái dòng xe cực kỳ hợp lý để cho các bác mua. Thật sự là như vậy luôn. Đấy, bà con nhé. Đấy, giờ chúng ta sẽ vào trong xe để kiểm tra xem chất lượng bên trong con xe này nó như thế nào, có chất lượng hay không. Đấy, với cái tầm tiền cực kỳ hợp lý này. Đấy, xe thì mới chạy được có hơn 15 vạn thôi, 15 vạn này. Có đầy đủ màn hình Android này, đầy đủ hết theo xe này. Đấy, bà con thấy không? Đầy đủ hết theo xe luôn này. Tất cả mọi thứ của chiếc xe đều rất là ổn định nhá. Ổn định nhất là tất cả hệ thống gạt mưa phun nước của chiếc xe này. Anh em có thể thấy được đấy, rất là hợp lý luôn. Có hệ thống màn hình camera lùi đầy đủ hết theo xe luôn. Màn hình Starbum, một cái dòng màn hình rất là đẹp cho tất cả mọi người. Tất cả hệ thống kính điện của nó này. Kính điện của nó rất là hợp lý cho tất cả quý hàng và quý bà con. Bà con các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline 0816662386 hoặc 0971255863. Vâng, bà con các bác chị em nào đang có nhu cầu về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Một cái dòng xe đã hệ thống gương cụp xòe điện này, còn điện hết bà con nhé. Tất cả mọi thứ của nó rất là đẹp. Đấy, đây là phần hệ thống cửa sổ trời này. Đấy, bà con thấy được cửa sổ trời nét này. Rất là ok đúng không ạ? Vẫn hoạt động bình thường nhé. Bà con các bác thấy không? Nó quá là ok, giá có 275 triệu cho một chiếc phân khúc hạng C, một chiếc Hyundai Avante sản xuất năm 2015, số tự động 1.6, một cái dòng xe quá là yêu, quá là chất lượng cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị ở nhà mình. Vậy thì bà con các bác chị em nhà mình nào có cái nhu cầu quan tâm về chiếc Hyundai Avante này thì có thể qua bên em xem xe và trải nghiệm nhé. Tất cả hệ thống táp lô hay là tất cả những cái hệ thống thảm trải táp lô, hệ thống nước hoa hay là mọi thứ chiếc xe đều rất là ok. Và dòng này thì đặc biệt là chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu. Với cái vô lăng thì được tích hợp trên bàn phím, được tích hợp trên vô lăng. Đó, tất cả mọi thứ đều rất là ok. Giờ chúng ta sẽ mở phần khoang máy chiếc xe ra. Thực ra thì với cái tầm tiền, cửa tiền nó chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng hơn 200 triệu thôi. 275 triệu đồng là bà con đã sở hữu được một chiếc Hyundai Avante đẹp nhức lách như thế này. Đấy bà con nhé, đẹp nhức lách luôn ạ. Đây là phần cabo chiếc xe này. Tấm nỉ cách nhiệt rồi là tất cả các lỗ tròn trên hệ thống cabo của nó là còn nguyên đai nguyên kiện hết này. Bà con thấy được tất cả các bộ sản sóc của nó rất là đẹp. Máy zin nhé bà con nhé. Máy số thì còn zin hết này bà con. Với cái tập tiền và với cái cửa tiền của nó có 275 triệu đồng thôi thì quý khách hàng cũng như quý bà con của anh chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì có thể qua bên em xem xe và trải nghiệm uống nước chè, hút thuốc nào và trải nghiệm cùng với Tuấn Anh của Hải Phòng một cái mẫu xe cực kỳ hợp lý cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con của bác chị em nhà mình. Vậy thì bà con của bác chị em nhà mình nào đâu ạ, qua bên em đi xem xe và trải nghiệm uống nước chè, hút thuốc nào cùng với Tuấn Anh của Hải Phòng đi. Rất là hợp lý cho tất cả mọi người nhé. Rất là hợp lý này. Bà con thấy được không? Một cái cửa tiền, một cái dòng xe mà phân khúc hạng C, máy DOC 16V, tiết kiệm nhiên liệu dã man luôn ạ. Con này tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ dã man luôn. Đấy. Vâng, bà con có bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc Hyundai Avante 2015 phiên bản số tự động máy 1.6, một cái dòng xe ở phân khúc hạng C cực kỳ chất lượng và đảm bảo cho anh em đi lại và quá là ok cho tất cả quý khách hàng và quý bà con có bác chị em nhà mình. Cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với anh của tôi Hải Phòng. Một lần nữa thì em xin được phép được dừng cái video tại đây và rất hy vọng được đón tiếp tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nhà mình đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này. Đấy, thì có thể alo trực tiếp cho em để biết được thêm thông tin chi tiết nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Xin chào và gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.